Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình suy niệm lời Chúa của Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe lời Chúa của ngày hôm nay và phần suy niệm lời Chúa qua hướng dẫn của Linh Mục Giuse Vũ Ngọc Tuyển. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, và kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe có một thông điệp hết sức là đặc biệt. Có một câu hỏi chứa một giá trị hết sức là to lớn. Và có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ phải trả lời, mỗi người chúng ta. Và câu hỏi đó không ai tránh để trả lời nếu chúng ta muốn được tham dự vào bàn tiệc nước trời. Nếu chúng ta coi các game show, thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là trên TV của Việt Nam ngày hôm nay, có rất nhiều các game show. Ngay ở bên đất Úc của chúng ta cũng vậy, có rất nhiều các game show. Và tùy từng cấp độ mà chúng ta sẽ thấy có những câu hỏi mang đến giá trị cả hàng triệu đô la. Và khi chúng ta có một cái câu trả lời chính xác thì chúng ta được đổi đời, chúng ta trở thành triệu phú, chúng ta trở thành tỷ phú. Câu hỏi trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Nếu quý ông bà, anh chị em có được câu trả lời trọn vẹn thì chúng ta sẽ được Chúa Giêsu đón nhận và mặc khải cho những điều lớn lao của nước trời. Vậy câu hỏi đó là gì? Còn anh chị em bảo thầy là ai? Có ai đang nói là chả có lầm không vậy? Sao câu hỏi dễ quá? Câu hỏi này đã được hỏi cách đây nhiều ngàn năm rồi. Và câu trả lời có sẵn đó mà. Không. Không, cha không lầm. Và đặc biệt là Chúa không lầm. Chúa không lầm, Chúa không lẩm cẩm. Và chắc chắn một điều rằng đây là câu hỏi mà chúng ta luôn luôn phải tỉnh thức và trả lời. Có điều câu trả lời của chúng ta sẽ không phải là một câu trả lời một lần là xong. Câu trả lời cho câu hỏi này chúng ta không thể copy của Phêrô nói rằng thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thế là đủ, không có. Câu trả lời này là câu trả lời trong từng giây, từng
phút của cuộc đời của chúng ta. Con rất thích bài hát Đức Kitô là ai? Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay không? Đức Kitô là ai đối với tôi? Thiên Chúa là gì đối với tôi? Câu trả lời này không thể nào trả lời một lần. Nó phải là câu trả lời từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc đời của chúng ta. Nói một cách thiết thực hơn, đây chính là một cái kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống đức tin của chúng ta. Và nếu chúng ta thiết lập được các mối tương quan mà chúng ta gặp được Đức Kitô đích thực, gặp được Thiên Chúa đích thực, có một cái cảm nghiệm về Thiên Chúa đích thực, thì chúng ta một cách nào đó, chúng ta đang trả lời cho Thiên Chúa câu hỏi: anh em, chị em bảo Thầy là ai? Chính vì vậy cho nên đây là một cái mối tương quan, đây là một cái sự đi vào, một cái kinh nghiệm thiêng liêng, một kinh nghiệm của cá nhân đối với Thiên Chúa. Cho nên sẽ không có một cái công thức nào cho tất cả mọi người cả. Mỗi người trong từng hoàn cảnh, trong từng cái mời gọi mà Thiên Chúa đặt để, sẽ nhận ra được mình phải trả lời như thế nào đối với Thiên Chúa. Ví dụ như bản thân của con chẳng hạn, là những người nói rằng hiến thân cho Chúa thì phải trả lời dựa trên những cái kinh nghiệm sống của mình trong cái vai trò là linh mục, là tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế, phục vụ Thiên Chúa và trả lời với Ngài về chính kinh nghiệm của mình. Hoặc là quý ông bà anh chị em sống đời vợ chồng, sống đời hôn nhân, thì phải qua kinh nghiệm hôn nhân đó để mình đã gặp gỡ Thiên Chúa như thế nào và trả lời với Ngài: Đức Kitô là gì trong gia đình của tôi? Đức Kitô là gì đối với tôi? Và tôi đã làm gì để xứng đáng để nói rằng tôi là như thế đối với Đức Kitô? Cầu chúc tất cả mọi người sẽ được đi vào trong cái kinh nghiệm là gặp gỡ được Đức Kitô và thiết lập được cái mối tương quan với Đức Giêsu Kitô. Và ước gì luôn luôn chúng ta để cho câu hỏi này trách vấn chúng ta trong từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút của cuộc đời của chúng ta, của hành trình theo Đức Kitô của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta quên câu hỏi này. Và con tin rằng đến ngày chúng ta đứng trước cửa thiên đàng thì câu hỏi mà chúng ta được hỏi sẽ là: đối với anh chị em, Đức Kitô là gì? Và ước gì mỗi người chúng ta đều trả lời được cái câu trả lời một cách thật là trung thực, thật là chính xác trong mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu Kitô. Và nếu chúng ta là gia đình thân thuộc của Đức Giêsu Kitô thì chúng ta được mời gọi tiến vào để dự tiệc vui với Chúa của chúng ta. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.